Rồi trên bàn mình đang có hiện nay đang có là ba cái loại kẹp dầm khác nhau cùng một tải trọng là 1 tấn. Để bắt đầu bằng cái này đi. Để cái này độ mở của nó là từ 75 đến 210. Cái này độ mở của ngàm nó từ 75 đến 195. Cái này có độ mở là từ 75 đến 210. Đó, nhìn ba cái này cùng có một tải trọng là 1 tấn, nhưng nó sẽ có một vài điểm khác nhau. Điểm khác nhau đầu tiên mình dễ nhìn thấy là hai thằng này thì nó có hai cái mani hay là hai cái ung vôn, hai cái móc để cho mình dễ mình treo cái ba lăng vào đây, ba lăng xích hoặc là ba lăng lắc tay hoặc là cái móc cẩu gì đó mình treo vào đây. À, còn cái phần này đương nhiên là sẽ phần này dùng để kẹp vào cái cánh dầm. Thì quan trọng là ngoài tải trọng, sau tải trọng chính là độ mở của cái cánh dầm. Cái dầm này khi mà mình làm việc ở trên cao mình treo lên trên cái dầm cái đá thì nó sẽ cạp được nhiều loại dầm khác nhau. Cái khác biệt thứ hai trong ba cái này với nhau đó là hai thằng này thì nó không có để vậy cho nó dễ nhìn đây, dễ nhìn chưa? À, vậy đi, vậy cho nó dễ nhìn này đó. Đây, hai cái này, hai model này nó sẽ giống nhau là vì cái này nó chút trơn, à, cái dầm cái cánh dầm nó ăn vào đây là ăn trơn luôn. Còn thằng này thì nó có thêm một cái mỏ giống như mỏ vịt vậy này, nhà sản xuất người ta chế tạo người ta thêm cái này vào để bảo đảm bạn bạn kẹp vào chắc chắn hơn, đầy hơn. Đó. Nó ăn ra hai bên một tí xíu nữa thì cái toàn bộ cái diện tích tiếp xúc với cái dầm cái đà nó sẽ lớn hơn hai thằng này. Hai này thì nó chỉ kẹp bằng 4 cái điểm này thôi, nó chỉ giữ vào bấu vào cái đà bằng 4 cái này thôi, 4 vị trí này thôi. À, 4 vị trí này thôi. Thằng này nó sẽ là hai mặt phẳng ở bên đây, hai mặt ở bên đây, cái điểm tiếp xúc với này mặt dầm nó nhiều hơn, cái phân bố lực của nó lớn hơn, cái điểm phân bố diện tích phân bố lực của nó lớn hơn và cái khả năng chịu cái điểm chịu lực của nó sẽ nhỏ đi, mỗi một điểm nó sẽ nhỏ đi. Rồi cái này là mua mã hàng của nó sẽ là gì đây, đọc lên cái BCF0100. BCF, à, của cái này sẽ là BCS Sài Gòn, à, BCS Sài Gòn á là 0100. Rồi BCS0100 thì giá sẽ là BCS0100 giá sẽ là 1,4 triệu. Rồi quay trở lại cái này một tí xíu, BCF chữ F mà để ý là cái chữ F nha, BCF. Rồi khi bạn hỏi hàng bạn hòn hỏi bằng cái mã này này, BCF0100 thì BCF0100 giá sẽ là 2,2 triệu. Giá 2 triệu 2 là bạn mua đơn lẻ một chiếc, còn nếu bạn mua số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ, mua 1.000 cái thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều lần. Rồi hai cái này ha, rồi đến cái này sẽ là BC, là beam, BC là viết tắt của chữ beam clamp á, tức là cái kẹp dầm. Cái này được gọi là đơn giản nhất, thì cái vật thể nặng á, sẽ treo là treo vào đây, nó không có cái u-bôn, nó không có mani mà nó treo thẳng vào đây, cái rãnh đây một tí xíu. Thì cái BC này được coi là rẻ nhất bởi vì nó tốn ít vật liệu nhất. BC0100 giá sẽ là 780.000. Cái này 780.000. Cái này 1,4 triệu. Đấy, như cái này nó đắt hơn. Hai cái này nó đắt hơn bởi vì nó tốn nguyên vật liệu hơn và cái ứng dụng của nó sẽ khác đi một tí xíu. Độ an toàn của hai cái này nó đương nhiên là nó sẽ nhiều hơn. Vật liệu thì thằng này nó có thêm cái u-bôn ở đây cho nên là mình móc vào phần vật thể nó sẽ dễ hơn. Còn về công dụng thì nó cũng sẽ giống nhau hết thôi, dùng để kẹp trên dầm. Giá của cái này là rẻ nhất. À, nhắc lại nha, 780 BC0100. BCS0100 giá BCE 1,4 triệu. Thằng này BCF là đắt nhất, là 2 triệu 2. Thằng này là 2 triệu 2. À, này đắt nhất bởi vì nó có thêm một cái công đoạn này. Chi phí nhân công nhiều hơn, vật liệu nhiều hơn, độ an toàn cao hơn, độ bền có thể nó cũng sẽ cao hơn bởi vì là nó phân bố lực ở đây nó nhiều hơn. Rồi như vậy cùng là 1 tấn thì các bạn, khi các bạn hỏi yêu cầu lên mà bán cho tôi cái kẹp dầm 1 tấn thì nó sẽ phát sinh là ba cái này, thì bạn phải chọn là cái nào. Mỗi cái nó sẽ có cái giá khác nhau, và phần tay cầm này nó sẽ giống nhau hết, cái tên này giống nhau hết. Đó, chỉ khác nhau là cái phần này thôi.
từ cái này sang cái này là một khoảng cách một trời luôn. Thằng này là giá cái bên đây nó sẽ gấp 3 lần thằng này, cái thằng này nó sẽ gấp 2 lần thằng này. Đó, cái này nó đắt hơn cái này khoảng 30%. Vì thế nên khi chúng ta yêu cầu cái dầm, cái kẹp dầm 1 tấn thôi thì có thể là mình mua với ba giá khác nhau, thì nhiều khi không, mình nhiều người không biết thì sẽ là để sao mua rẻ thế, sao mua đắt thế, thì thực ra ứng dụng của nó khác nhau mặc dù là cùng kẹp 1 tấn. Vậy ha. Rồi, các bạn có thể là liên lạc với số điện thoại ở bên trong cái video clip này thì để có số điện thoại các bạn gọi. Bạn mua số lượng càng nhiều thì càng rẻ. Và chúng tôi cũng đang tìm kiếm một cái đại lý ở khu vực phía Bắc. Còn chúng tôi thì công ty Titan bán ra thị trường thì có trụ sở tại quận Nhất. Nhập khẩu thì bởi công ty Minh Khang ở quận Tân Phú. Công ty Minh Khang sẽ không bán trực tiếp ra ngoài thị trường. Thì các bạn liên hệ với lại số điện thoại qua trong clip này ở bên dưới rồi bạn gọi sẽ có giá. Thì khi các bạn lên tận showroom này thì giá nó sẽ rẻ hơn. Và các bạn luôn luôn có quà tặng ở trên showroom. Quà tặng có thể là cái tô vít này, cái búa này, cái thước này, cái này để ok, thấy chưa? Độ cao của cái này nó vào khoảng 21-210. Độ mở của độ mở rộng của cánh dầm thì nó có cái in sẵn ở trên đây rồi. Thì các bạn về các bạn không cần phải nhớ tải trọng và độ mở cánh dầm, hai thông số quan trọng nhất của nó thì đã được ghi ở trên đây. Có một vài thông số liên quan đến cái đường kính của cái thanh này, đường kính của cái vô này này, đường kính này này. Nếu bạn nào quan tâm thì các bạn có thể tra vào trong website của Titan để hoặc website của bên Vinatool để các bạn tra cái thông số của cái này. Giờ có nói cái thông số này ở đây thì cũng chẳng nhớ mà cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên là nếu bạn cần có thông số này thì trong bên trong thuyết minh của chúng tôi có rất là chi tiết từng cái khoảng rộng ở đây như thế nào rồi vân 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 vân, tất cả các thông số. Thì về cơ bản nó sẽ có cái bản vẽ kiểu như thế này. Đó, đây là độ rộng của cái cánh dầm, là thông số quan trọng thứ hai sau tải trọng. Rồi đường kính của cái phần móc cẩu này như thế nào, đường kính của cái U-bôn ra làm sao, rồi khoảng cách này như thế nào thì các bạn nó có một cái bảng ở đây thì các bạn có thể tra. Bây giờ nói thì chắc hồi cũng quên thôi. Ok.